Bởi mẹ coi hàng ngày. Để con xin sư phụ cái này để sư phụ giấu tiếng châm sư phụ ban cho. Dạ. Để sư phụ ban cho đeo hàng ngày. Con giờ cái này sư phụ ban cho. Đó là đẹp á. Việt Nam giờ khắp cả Bắc Trung Nam đều có đeo đúng không? Dạ. Mấy ông bự cũng đeo nè. Mấy ông thợ chết hơn dân thường. Mấy dân thường đâu có gì đâu mắc. Nghèo quá rồi. Cái chết kế bên tao đâu có sợ. Rồi mấy ông giàu chưa có hưởng gì hết không? Mấy ông sợ nhiều hơn vậy. Giàu sợ chết. Giàu sợ chết. Cũng khó tu nữa. Giàu khó tu. Ở đâu phải? Em vẫn sắc cái mental. Sacramento. Yeah. 2 tiếng rưỡi. Lần tới tụi em cũng có tới. Tới đây. Chào mẹ. Ở nhà đệ tử ở Sacramento. Rồi. Em thì đạo công giáo. Dạ. Cái gì hỏi thoải mái. Dạ, ông bà cha mẹ coi như đạo công giáo thì em thấy sư phụ trên YouTube thì em thấy duyên sao đó thì em thấy đắc ý à, công giáo thì tập đúng công giáo, có nhiều là công giáo không có đọc trên không có gì hết. Dạ. À, như là truyền thống á cũng đâu. Dạ. Có đúng. Dạ. Mục đích cha tức là thượng đế, cha của núi này cũng là cha của công giáo. Dạ. Cùng một người thì phải tập, nhưng mình nghĩ mình ở trong nhà quan, nhà văn, nhà võ mà không đi học. Dạ. Trong nhà võ thì không luyện kiếm thì mang cái tiếng thôi, nó không có tác dụng, nên cũng phải đọc kinh công giáo. Dạ. Kinh gì cũng được, đạo nào cũng phải giữ đạo đó là đúng. Dạ. Thì thế giới này nó đâu có xáo trộn như ngày hôm nay, giống như Hồi giáo á, nó thương Thượng Đế, tức là thương Đức Chúa Trời á. Dạ. Nó đâu có thương đâu, nó giết nhau. Dạ. Hỏi rằng mỗi lần nó ôm bom tự sát thì nó nói là về chở Đức Chúa Trời thưởng nó 500 cô gái đẹp. Cha nào kêu làm chuyện đó. Dạ. Đúng không? Đồ quỷ ma mà nó phải nặc nhanh vậy đó. Công giáo nhờ học hỏi được ở đây sư phụ khá nhiều. Dạ. Công giáo bây giờ là cần phải lên lớp. Dạ. Chúng ta đây Thiên Tâm dấu hiệu này cũng là công giáo, nhưng mà công giáo loại của cái thời AI. Dạ. Bởi vì Phật mà nó không phải là đạo Phật, nó là cái triết lý thôi mà. Còn mấy ông thầy là mấy ông Phật Đức Cha là ngài đâu nói ngài là giáo chủ đâu, ngài tìm cái con đường. Thì cái triết lý nó là cho mọi người. Đạo là có thượng đế, thượng và phạt. Rồi có cái mái nhà, có con đường đi, một cái đại lộ để mình đi. Còn người không có đạo thì đi lang bạn, đi giống như không có GPS. Thế này, công giáo với thiên, thiên là trời. Còn bên kia là Đức Chúa Trời, cái danh từ thôi, nhưng mà nó đồng. Tâm của mình, tâm cái tâm thành cái tổn của mình gọi là thiên tâm. Sống ở đời bình đẳng, lúc nào mình nghĩ về trời mình, lúc nào mình cũng nghĩ thế gian này là tạm thời thì là đúng, gọi là hướng thượng, bình đẳng hướng thượng. Cái dấu cross đi lên. Phước cho ai thấy mà tin. Không thấy mà tin. Phước cho ai không thấy mà tin. Chưa, mình không dám nghe bạn tánh mình rất là khiêm tốn mà. Ai cũng đến lúc nào mấy vị kêu nói gì nào trên mạng cũng những năm năm nay nói tới đây thôi. Từ bữa nay cái nhã gần chút nói tới đây giống như mình đọc sách vậy đó. Chapter 1 con chỉ nói mọi người xích bèo tận thế chiến tranh Biển Đông lan qua Á Đông. Chapter 2
chapter 3 tới giờ tới trang cuối rồi, xong rồi đó. Rồi con nói con lại đi, rồi cho người ta lần chót cơ hội thì mình mới nói. Nói phải có lệnh của cha. Bây giờ lộ thiên cơ đâu phải ai cũng dễ lộ, mà lộ mà trúng hết đâu phải dễ. Chỉ có con trời mới sống hai cõi mới biết. Xưa chúa Xu cũng vậy, phân nửa là người, phân nửa đâu phải là người. Chuyện này cũng vậy thôi. Đời nào xuống đây cũng lập đạo, đời nào xuống đây cũng là nửa là ở trên, nửa là ở dưới. Nó mới có là tâm thông, thông thiên mới biết được, chứ người phàm sao biết. Mà mỗi một lần con trời xuống thế gian đều là trái đất cần thượng đế. Thượng đế mới cho con của thượng đế xuống, chứ không khấn thượng đế đâu có cho con thượng đế xuống làm gì. Xuống đây mà không có việc làm cũng rảnh rỗi. Xuống đây quá trời việc làm luôn, nửa đời nửa đạo. Rồi học từ cái ngủ dĩ hè tới học thành tỷ phú, tức là tất cả đều bài học hết. Rồi từ dĩ hè không có sanh lòng ăn cắp ăn trộm. Thời đó mấy thằng bạn nó rủ mày nghèo quá, thôi tao mày đi ăn cắp xe, ăn cắp máy xe rồi đó. Không, tao nghèo tao không có tiền, tao không dám cắp. Tao chết nhát lắm, chứ tao không có tham, phải không? Để làm tỷ phú thấy tiền nhiều quá cũng phải lấy đi cho bớt. Tại vì mình biết cái này là trời cho thì mình mới chia sẻ. Lúc nào cũng nghĩ là cái nhà máy đèn nó có cục transformer phải truyền điện cho nhiều nhà, phải không? Còn điện thì cha cho mình tâm tốt thì nó cứ vô điện hoài thôi. Thì xưa giờ nghĩ như vậy, cho nên mới có 500 mẫu đất này cho cộng đồng. Chứ còn mấy người giàu người ta nói ồ tôi vừa có tiền rồi, tôi đi mua thêm building, tôi đầu tư này đầu kia nọ, tối ngày cứ chạy theo tiền hoài. Thì cái tiền nó nhảy một số lên, nó có lên đó. Tại vì mấy người làm ăn người ta khôn á, thì vốn nó tăng lên thì sợ quá. Đến lúc mà lãnh ra cái giấy của bác sĩ nghe là rồi méo mặt. Rồi lúc đó còn phải khổ với cái tiền nữa. Cha tôi để tiền nhiều quá, vợ tôi nó đẹp, con tôi chưa có nhìn nó khôn lớn ra đại học. Tiền của tôi sẽ làm cho gia đình này tan nát. Thằng này vô đào mỏ, kia vô. Con tôi nó sẽ đi ăn chơi hút sách, nó chạy xe Lamborghini rồi Porsche rồi giống như tiền đô la rồi, phải không? Xong luôn. Cho nên mà lúc đó nằm trên giường bệnh rồi, tôi muốn ăn cục tết cũng không dám ăn nữa, để nó lên bệnh sao. Đời nó phù du là vậy, nên mình phải biết ngưng, biết đủ. Bao nhiêu cũng không đủ, và bao nhiêu cũng đủ. Cái giếng vậy đó, mình đào giếng, rồi tự nhiên nước nó lên ngoài. Rồi mình phải cho hàng xóm tới múc nước. Còn mình ích kỷ, mình gạo giếng lại, không cho ai xài nước giếng của mình hết. Thì cái giếng tự nhiên nó bị nghẹt á, ngưng luôn, nó không chảy nước nữa. Cho nên khi có tiền á, mình nghĩ mình là cái giếng nó phải cho cả làng thế. Vậy là đúng đó, ý nghĩa là vậy. Chị cũng làm vậy. Nhưng mà ở Mỹ mình làm khác một chút. Thì có 5 đứa con. Một đứa thì mua cái nhà cho nó, nhà cũng có được nha, không phải nhà bèo có 1 triệu mấy một cái. Mà học hành thì dĩ nhiên lo cho nó học, nó đóng tiền cho nó học hết. Rồi cho nó 1 triệu lúc mà nó ra trường, mà 1 triệu cũng không đưa liền nữa. Khi nào get married ba mới đưa, ba nói là ba sẽ làm. 5 triệu xong, 5 cái nhà xong, còn như ba làm thoải mái. Cho nên nó lên núi nó vui, chỗ thấy đông người vui, tiền của ba tôi đông người tới. Mà con nít Mỹ nó đâu có tham đâu, nó đâu phải như nít Việt Nam. Nó không có so sánh hay là phân bì nữa. Rồi cái kêu luật sư đọc di chúc cho nó nghe là nó biết là nó đã xếp vậy rồi. Để cho cái đầu của nó đó đừng có mơ mộng nữa. Rồi nó có bồ hay là có quen với ai á, nó cũng là những mối tình chân thật. Chứ còn cái ngoài cái nhìn vô rồi ngắm rồi nghía rồi đón, ô con có tỷ phú chắc vô chắc hốt á, cái nó gạt con mình, nó dụ con mình, không cho luật sư đọc luôn. Thì mình ở Mỹ mình khác hơn Việt Nam á. Việt Nam trời ơi, mấy ông nó ăn hối lộ cho đã, cái đưa cho con nó qua đây nó quậy. Ở Việt Nam nó cũng quậy nữa,
biết bố mày là ai không? Vậy qua Mỹ cũng vậy, thằng nào mà giỏi nhất là cũng phải qua đây học general thôi, nó cũng ói máu thì chứ đừng nói chi mà học ra bằng bachelor degree như mình, dễ gì nó học nổi. Thì nó mở 3 tiệm nail, 5 tiệm nail hay là làm này làm kia, gọi là nó khôn rồi đó. Chứ còn đa số ở đây là thấy là nó làm gì đâu không. Chỉ có mấy đứa lớn lên đây nè, tương lai của nước Việt sắp chỉ trên miền là đây. Ở đây là chim non, chim sẻ sẻ, nhưng mà sau này sẽ thành đại bàng của nước Việt. Sau này là đại bàng của nước Việt nè. Mình là chim, xưa Thượng Đế cho chúng mình đi qua Mỹ là để có sắc xám, để đem cái trình độ honesty ở đây để làm lại một quốc gia cường thịnh trong tương lai, không có hối lộ, không có tham nhũng, không có bán nước cho Tàu, giữ nước của mình, giữ lịch sử của mình. Tự do tiếng nói phải không, tự do tôn giáo phải không, không có sư quốc danh mượn cái áo rồi cái ô cúng dường cho thầy cái nhà đi con ở nhà trời. Rồi lấy cọng cỏ mình giả bộ làm cọng tóc để thu tiền người ta đi tham quan, chỗ có chuyện gì mà bến cũng làm được, sẽ không còn cái đó nữa. Nhờ sát chịu chiếm miền chắc xác, Thượng Đế đã cho ra khắp hải ngoại để học, vừa học ở hải ngoại nè, không có đóng tiền trường nghe, còn có đời sống tốt hơn nữa nghe, rồi khôn hơn nữa nghe, răng cỏ rồi đẹp nữa, sức khỏe rồi tốt nha, rồi sao ấy tự nhiên mình đi về, bởi vì tội nghiệp Biden, tội nghiệp mấy tổng thống Mỹ. Lúc mình mới qua mình ăn welfare, hồi đó Kiều mới qua đây Kiều ăn welfare từ lớp 8 cho đến lớp 12, mỗi tháng nó cho 240 với tiền food stamp á, mấy chục, tại vì đi bông so ké. Thì mình cộng lại 4 năm trung học với 1 năm học tiểu học, bữa hôm tính ra có hai mấy nghìn đô à. Mà nó nuôi một thằng, mà đến lúc mà bây giờ mình làm chủ gần năm 93 tới giờ làm chủ gần 40 năm ha, lấy lại rất nhiều lần mà là tính cái corporate đóng thuế, nhân viên đóng thuế lại 500 hàng lần, rồi K1 đóng thuế tức là personal một năm đóng là cho nó gần cả chục triệu. Trời ơi, mà bữa giờ 40 năm mà hồi xưa ăn nó có 20.000 đô. Nó chỉ cho mình cái vé máy bay đi từ ở đó ở bên Indo á đi qua đây, thì cái vé máy bay thời đó có 200-300 đô mà bắt mình payment 20 đồng á, trả tiền cái vé máy bay gần 3 năm trời. Chứ đâu phải như giờ đi mua về Việt Nam cái là trả ngàn mấy. Hồi xưa cho phụ đi từ đi chạy tị nạn á, qua đâu có tiền đâu mua vé máy bay, nó mua giùm cho mình rồi nó bắt cho phụ phải đóng lại mỗi tháng 20 gì đó, mà đóng mấy năm trời mới xong được cái vé máy bay. Mà đi có one way ticket, đáp xuống phi trường Oakland lên vui thiệt, xuống cho màn đôi dép này, không có đôi giày nữa. Rồi qua đây ăn qua phe hai mấy nghìn mà đóng thuế quá trời. Thì ra mình biết bây giờ mấy thằng mấy mấy đen mà mập thay là tiền thế của người Việt mình. Tại người Việt mình không bao giờ có cái ý nghĩ là sống lợi dụng chính phủ, mình chỉ lúc đầu thôi, hiểu không, và chân ướt chân gáo. Người mình qua đây là con cái mình nó bỏ báo cũng thành bác sĩ, thiếu gì. Rồi làm construction cũng thành bác sĩ. Kiệt thì sau này có gia đình thì dĩ nhiên có nghề rồi. Chứ còn thời lúc đầu ra là ai cũng khổ hết, mà con thành tài thôi. Còn những cái sắc dân khác nó qua đây, nó ở đây 3 đời, 4 đời. Bữa giờ nó ở đây dân số của mình bây giờ là 40-50 triệu người. Tức là nó ở đây cả chục đời. Đời cha thì lo đời cha, ăn với nhậu với lo tưng tưng. Đời con thì tưng tưng, không có ai để di chúc hay là của gì lại hết. Rồi cũng chẳng có ai khuyên ai phải gắng học hết. Tụi nó vậy đó. Thì nên cuối cùng là cái lá phiếu của nó, tức là sanh nhiều thì mỗi tháng lãnh tiền nhiều. Bây giờ đó, nó làm cho cái xã hội này crime nhiều á, biến động nhiều, để cho những cái low level á bỏ phiếu cho cái đảng dân chủ, tức là nó muốn chiếm đoạt nước Mỹ để biến nước Mỹ thành nghèo. Cho nên cơ trời xưa mấy vị có nói á, là sau này nước Mỹ sẽ nghèo nước Việt và vậy. Tại cái number mà voting á, nó sẽ hơn người khôn nhiều.
mấy chắc nó rảnh, nó đâu rảnh đâu mà ngồi nhà đẻ hoài. Tụi con những người nhà sanh đẻ nhiều là mình biết ai rồi đó, nói đây kỳ thị quá. Kỳ thị lá phiếu nó nhiều. Trời, bữa nay bữa giờ mở cổng gần mấy chục triệu người vô nữa thì mấy chục triệu lá phiếu nữa. Thì một bên á thì một đống sắt gỡ xuống, còn một bên á thì đống kim cương càng ngày càng nhẹ. Mấy người đã ngon quà đó là tụi nó khôn quá à, thì nó số lượng nó ít. Chỉ có kỳ này ông Trump chỉ cần 4 năm lại thôi là bình định lại thế giới. Đánh tàu bè tư, tức là rắn còn có ông đạo. Thì lúc đó Mỹ thâu lợi phẩm trời ban phong thần, nước Việt mình từ đó mới thoát khỏi cái ách của Trung Cộng. Rồi tất cả con em chúng ta mới về nước được. Chứ giờ ai đánh Mỹ? Nếu mà nói về luật nhân quả nha, ngày xưa đó Việt Nam Cộng Hòa chưa từng thua, tới ngày hôm nay cũng chưa từng đầu hàng. Việt Nam Cộng Hòa trước 75, tại vì Mỹ nó bỏ thì mình phải thua thôi. Kissinger mà, Diều Hâu mà, lúc nó chọn Do Thái, dĩ nhiên là Do Thái đồng minh cả khối Ả Rập nó phải qua đó. Thì nó đã thiếu mình 1-0, giống như đá banh vậy, Mỹ nó mắc nợ Việt Nam mình 1-0. Thì bây giờ nó về lương tâm của nó, nó cũng phải cảm thấy áy náy phải không? Mà bây giờ nó vừa trả lại cái nợ 1-0 đó cho mình bằng cách nó đánh tàu, giải phóng lại nước mình, trở về vị trí cũ, lấy Hoàng Sa Trường Sa trả lại. Thì là một điều về luật nhân quả là mày về, đúng không? Công nhận không? À, khi mà luật nhân quả về mà ngược lại cái Biển Đông thoải mái, Mỹ qua lại 1 năm 700-800 tỷ cái đường biển á, container là Mỹ sử dụng thoải mái. Còn tương lai nếu chịu chơi nữa cho Mỹ đóng ở Hoàng Sa thì lúc đó không có thằng nào mà dám hó hé nữa, cho mày mướn giống như cảng Sibic của Mỹ đó, cho mày mướn Hoàng Sa cho gần Hải Nam luôn á. Thì cái lực nhân quả bây giờ phải từ từ ba lần lại, cho nên năm cái ác sẽ ra đi. Chào chị Phương mới lên. Hello đẹp tử vẻ. Thì chờ xem cái màn kịch này nó như là cái phim mà Kiệt là người có phim trước kia kể, người ta cứ cười. Coi đi, năm nay phim nói đầu chút đó. Chỉ có một cái là người tham chức, tham quyền, tham tiền, rồi sắp sửa đốt củi đốt lò, họ đâu có biết không. Mấy con cá trong hồ á bắt con ở vô luộc á, Việt Nam á, họ cái tâm của họ u mê, họ không có hiểu Thượng Đế đang coi chúng ta giống như đám kiến chạy lăng tăng ở trong cái tô vậy á. À, rồi ngài mới thương họ, ngài mới cho con của ngài ngồi ở đây để mà nói lên, để cho họ hey, tao nói rõ mày á nghe, mày nhảy ra khỏi cái dòng tham tiền tham của thì được đi về trời giờ chó. Cái Thượng Đế công bằng mà, ngày đâu có nó làm cái mà bất ngờ đâu. Bất ngờ thì trách ngày phải không? Ngày đâu có làm bất ngờ. Bất ngờ 2018 tới hôm nay 2024, Kiệt này từ một thằng học lớp 4 ở Việt Nam không có biết tiếng Việt, qua Mỹ lớn lên nói tiếng Mỹ không, mà bây giờ nói tiếng Việt kiểu này, muốn nói kiểu nào nữa. Còn cái thằng Việt Nam học xong đại học Việt Nam, nó qua Mỹ có 2 năm về nó ngọng tiếng Việt. Bây giờ ở chữ Việt chuyện viết ăn tiền luôn, Mỹ Việt cả hai là xào luôn. Không giống nhã chứ hỏi gì á, mình đều biết. Giang tay, giang sơn được, cái gì cũng biết hết á. Tiếng Việt rất là khó học nghe. À, băng khoăn, hay ca nhiều á. Băng khoăn, trời ơi. Thì bây giờ mà không hiểu nữa thì không biết nó hiểu cái gì, sợ luôn á. Thì là do không phải là lỗi của Thượng Đế, chứ không phải là lỗi việc này bất tài, mà lỗi họ tham quá. Có người mà giận nhiều á, tham nhiều quá, chạy theo bóng đèn màu nhiều quá, chạy theo đời nhiều quá, cái tâm họ u tối. Cho nên con người mình phải ở trong cái bức cửa, hoặc là mình đi những nơi thanh tịnh này, để cho cái tâm nó lắng động, cái nước đó nó trong á thì mới thấy rõ. Bây giờ tối ngày cái tâm nó cợn lên rồi nó loạn cào cào trong đó, thấy được cái gì? Phật Thánh Bồ Tát ngồi trước mặt cũng chẳng thấy nữa.
thì họ cần phải ngồi lắng động để mà họ biết được là người này là ai. Không phải là thường mình không có ngã mạng, nhưng mà nó là thật, là thật. Tại lúc này không còn thật nữa, họ không có còn cơ hội nữa. Đến sau này mà giật mình mới biết mình quen lâu rồi á, đừng có nói chuyện này không có nói trước. Giờ trong nước từ Bắc đến Nam, nhất là tất cả miền Tây mấy chục triệu người đạo này luôn, ở Mỹ này 7-8 nghìn người, và dấu hiệu này ai cũng đeo, đảng viên cũng đeo, HO cũng đeo, em cũng đeo luôn. Có cái tức cười á, mình đi chỗ nào đi nữa, chỗ HO thì mấy bác HO thương mình, à mình đi chỗ gọi là xanh đỏ, tài thiện xanh đó, mấy ông kia cũng thương mình, à, không ai bên nào cũng thương hết. Tại vì cha nói nước Việt là xã nghiệp, xã xong không có thù quán, con xuống con phải đứng giữa can hai thằng, phải không, thằng vàng thằng đỏ, phải không, hai thằng con nắm đầu lợi, phải không, nhập chung lợi, cùng làm da vàng máu đỏ, không có được đánh nhau, lấy ân báo oán, ai cũng có lỗi hết. Quê rồi vậy chứ mình hỏi nó, giờ nó rút hết xương hết máu của cái đất nước Việt Nam gần 600-700 tỷ, nó chuyển ra hải ngoại, nó làm tùm lum, còn giờ sao cha, thì cho nó đóng thuế cá nhân là xong, nó giỏi lắm cho nó hưởng đời nó đi, thấy không, rồi từ từ á, mở kinh tế Việt Nam về thì họ cũng đem cái nguồn vốn của đó về, rồi từ từ qua 1-2 đời thì nước Việt lên cường thịnh. Chứ giờ đấu qua đấu về nó gâu rễ mái chằng chịt, giờ con của nó, cháu nội nó cũng đẻ Mỹ rồi, nó cũng quốc tịch Mỹ rồi, thì nó cũng là chim hiền vậy. Nhưng mà thằng nào mà ông nội nó mà không ai giàu ba họ, chả ai khó ba đời. Cái thằng mà ba nó giống như Lê Dũng đi, tới đời nó cũng đời thứ 4, thứ 5 rồi, cho mày hút đời đó. Nhưng mà nó cũng phải nhìn biết là ông cố, ông nội nó cũng làm sai đó. Trời ơi, Lê Dũng hồi xưa sao bắt bà cố, người cày cái ruộng để cái đầu của bà cố lên mà ra lệnh cho người ta cài cái đầu bà cố, đúng không? Là nó biết cái đó là cái thể chế sai. Đâu có ai nói cái chuyện mà xã hội chủ nghĩa. Người ta đi lên không gian, người ta đi phi thuyền, đi du lịch cho thành tinh này thành tinh nọ, còn này trở lại đồ đồng đồ đá, ăn lông ở lỗ, xã hội chủ nghĩa. Tức là giống như kiểu Cuba vậy đó, phải có cái thẻ bông phiếu á, đứng sáng ăn sáng sắp hàng cả tiếng đồng hồ, cầm cái bông phiếu được có khúc bánh mì có chút xíu, coi trong phim đó thấy xấu hổ không? Mà cái tướng của mấy thằng Cuba bự con vậy, giống như đi ăn mài, cục kẹo cũng không có ăn, rồi nguyên cái thành phố không có chiếc xe hơi nữa, bãi biển chẳng ai tắm, tiền đâu ra tắm biển, còn thấy mấy người đó mang giày, mang chiếc màu này chiếc màu kia, nó không có đủ 2 chiếc luôn á, rồi 2 chiếc không giống nhau cũng đem ra để trước cửa bán. À, bữa có thằng gì à, quên, nó quay phim vui. Thì muốn như vậy không? Hay là hay hơn nữa là bắt hàng mình, Kim Jong Un đụng cái là khóc, giống như là bà nội nó chết. Tại vì nó đã nhồi sọ quá, nó ngu quá rồi, nó không còn biết cái gì hết, cuồng tính rồi. Rồi Kim Jong Un nói, hamburger này là của Bắc Hàn chế ra. Còn phi thuyền của Mỹ vừa bắn lên, Kim Jong Un ném cục đá cái là phi thuyền rớt xuống. Biêu cái hình tượng ổng như là Bồ Tát sống vậy đó. Quỷ á, bán hàng mập á. Làm cho một cái đất nước thụt lùi lại 70-80 năm. Nam Hàn người ta rất là văn minh, Bắc Hàn ở đâu dép không có mà ăn nữa. Đói khổ rồi, ốm nhách luôn, ốm nó nổi mà cái áo rất te tưa. Việt Nam mình á, cũng may có con trời suốt nói lên sự thật. Hồi xưa mấy đứa nhỏ mà gọi là AK-47 á, nó chửi, ô ba que, ba que. Bây giờ á, tụi bữa nay sư phụ mới đòi cái nón ba que, giờ hết chửi ba que rồi. Cái này là của vua Thành Thái, là của chung một dân tộc. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng á, là lá cờ của Phúc Kiến, là của Trung Cộng. Tại vì nó kết nạp Hoàng Sa thành Nam Sa, cái huyện của nó được, thì nó chưa có dám kết nạp nước Việt Nam thành một cái tỉnh của Phúc Kiến.
nó kết nạp là cùng giá cờ, rồi là nó tuyên bố là xong, mình mất nước đúng không? Rất là dễ. Nhưng mà nó mỗi lần nó làm nó phải ngại. Hải ngoại á, Việt Nam ở nhiều quá, lại thêm có ông thằng nhức đầu ở Thiên Long Sơn cho nên nó chưa tuyên bố. Chứ còn Việt Nam á, là coi như xong rồi đó. Nhưng mà mình còn, trời Phật còn thương nước Việt, cho 6 triệu người qua Mỹ. Bây giờ có một lần á, họp với mấy gì không có một ông lãnh đạo Việt Nam nào mà trong nhà không chứa 20-30 thằng Trung Cộng bán nước á, ông nào cũng bán nước á. Rồi mấy gì nói muốn mà thoát khỏi cái ách nô lệ mà không bị diệt vong á, chỉ có người hải ngoại chúng ta mới cắt được cái gông cùng này. Người quốc nội là giống như chim ở trong lòng thôi, chúng ta là người mở sổ cửa lòng, đó là sự thật. Và chúng ta về không có muốn quốc gia mình bị diệt chủng, cho nên hôm nay mới có cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official. Ngô Tuấn Kiệt Official chỉ lấy lại những cái gì của 100 họ Bách Việt ngày xưa, chứ không có tính những cái người làm ra cái tội ác đó, tại họ ở trong cái nguồn máy. Mình chỉ là lấy em làm sạch đi cái xã hội ác, chứ còn người làm ác không có tính sổ. Ở trên nói vậy đó, con sau này những người làm ra những cái ác con không có nên tính, là vì đó là cái nghiệp. Cho nên sư phụ chỉ làm để mà thuận theo ý trời, lấy nước Việt lợi để thổi bị đô hộ, khỏi bị mất, chứ không có phải mà về bển để trừng trị mấy người ác. Hai ý nghĩa khác nhau. Ở bển á, mấy ông họp quốc hội, họp đảng, họp tứ trụ, whatever họp. Đây, mỗi lần kiệt họp, ngày trận đảo nè, chuyện giải kiệt gần cả đời nè, ngày lên diện là những anh hùng không ạ. À, mấy vị về họp, cũng họp, nhưng mấy vị họp là mấy vị cũng tinh thần yêu nước. Mấy vị mới làm thần, gọi là hồn trên sông núi. Thì cái đầu của kiệt á, nó có hai thứ, chính trị là học từ mấy gì đó, từ bi là học của cha với của mấy vị Phật. Thì trong dòng máu nó có hai thứ nó này, người lạ nhất thế gian nữa. Cái xưa hỏi sao không cho con đại sư ông Lua Ba Ôn á, thì là quân sư của nhà Minh đó. Thì lúc đó Chu Văn Chương mới hỏi luôn với ông chứ sau này Di Lạc với chú Xô là một người, tại vì hai danh từ hai nước nhau. Chữ Di Lạc ở bên Tây Tạng gọi là Maxen, bên Âu Châu gọi là Messenger, rồi dịch cho tiếng Việt là Di Lạc, chứ nó cùng một nghĩa, cùng một người. Thì lúc đó Chu Văn Chương mới hỏi luôn với ông á, sau này Di Lạc hạ sanh ở đâu và nơi nào. Thì lúc đó Lưu Bá Ôn trả lời này thiên cơ mà, thì ông được cái giấy phép là được lộ cơ miễn tử. Thì ông nói là Di Lạc thiên tử sau này sẽ hạ sanh không ở trong hoàng cung, là thái tử, tức là không phải là con của vua chúa hay là quan binh, cũng không phải ở trong đạo, tức là đạo Công giáo, đạo Hồi giáo, đạo Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kitô giáo hay Do Thái giáo, tức là không có nằm trong tu viện. Ủa nếu mà không nằm tu viện, cũng không nằm trong nhà vua, thì làm sao gọi là sau này thành vua được, làm sao này thành giáo chủ được? Rồi thì cơ trời đi vậy. Thì lúc đó Lưu Bá Ôn ông nói ngài sẽ sanh vào một người con ông Thợ Mộc, một dân giả bình thường nghèo, để mà sau này học những cái khó, những cái khổ của thế gian, rồi lúc đó lớn lên nó đúng ngày đúng giờ, ngài sẽ lưu vong một thời gian, giống như Easter của bên Công giáo nói là sanh sau này Chúa sẽ từ ở phương Đông, mà người cứu rỗi của thế gian này là người phương Đông. Rồi lúc đó ngài sẽ lưu lạc
khắp năm châu đến lúc trở về nước. Thì ngày xưa những tiên tri đã có nói, nhưng mà bên Trung Cộng á, là cũng có nói là Tập Trung Bình là con én trắng vậy đó, bay vô cái bức đá cái chết đó. Nước Trung Cộng là xong, thời Tập Trung Bình là xong, Đảng Cộng sản là xong rồi. Đó thì lời của Lưu Bố Ôn và những cái nhà tiên tri thời xưa đều có nói trúng hết. Chúng ta sống ở quả địa cầu chẳng khác nào giống như cuốn cuồng phim mà ở trên trời ta coi rồi. Còn mình là mới, mình tưởng là phim mới. Cho nên không có gì gọi là sai hết. Thượng Đế mà tính rồi hàng nghìn năm mà, đâu phải là vừa. Chỉ có Putin khôn quá, đi ăn hiếp nước nó nhỏ xíu mà đánh hoài đánh không xong. Cái thằng hề vậy mà cuối cùng lại thắng cái thằng khôn đó không? Rồi cái nước nhỏ xíu lại thắng cái nước bự, biểu nha nó thua rồi đúng không? Rồi Trung Cộng cũng vậy, tưởng đâu mình mạnh nhất thế giới, chiếm được thế giới, cuối cùng Đài Loan chút bẻo đánh ngon xong sắp sửa giờ cũng thua. Bây giờ là hai lên khán đài rồi, không đánh cũng chết mà đánh cũng chết. Ở cái thế là phải đánh Trung Cộng á, nếu không đánh là nội bộ người ta đã cấm vận hết rồi, đói rồi. Cho nên người nhân loại hôm nay mà còn nghe được tiếng nói này thức tỉnh lẹ lẹ. Con trời không có nói đùa. Chưa bao giờ nghe nói đùa. Cười chứ là thiệt không á. Quay đầu thì còn sống. Những ngày kế tiếp chết nhiều lắm. Bây giờ mình thấy những cái dự kiện miền Tây bây giờ khô, không có nước uống, không có nước xài. Có nghĩa là gì? Không có gạo ăn. Không có nước nghĩa là không có gạo, không đoạn đúng không? Ăn phải mua. Nhưng mà hiện giờ chưa có chiến tranh nổ ra, nó còn giao thông đồ tới lui. Chỉ cần thí dụ như tỉnh Long Xuyên đi, mà Sài Gòn xuống Long Xuyên chỉ ngang một cái cầu Bắc Mỹ Thuận hay cầu gì chiến tranh, xe nó không tới. Long Xuyên những cái tỉnh miền Tây một ngày một á là thiếu thứ này thiếu thứ kia là chết liền á. Con người ở bển á nó cũng y như là con cá một baby mà nằm ở trên cái nôi vậy đó, bữa nào thiếu một bình sữa là chết. Chứ nó không phải như là baby mà có nguyên cái bình sữa mà để ống hoài đâu. Thì Kiệt thường nói phải lo dự trữ thuốc men, xăng cộ, đồ ăn ngay bây giờ nè, nghe phải dự trữ. Nó sẽ có giận thua lây biển đảo, giật sập Bắc Hà Đế Kinh. Bắc Hà đó là Hà Nội, Đế Kinh là thủ đô Hà Nội đúng không? Thằng Trung Cộng nó thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây giật sập Bắc Hà Đế Kinh. Mấy vị nói câu đó mà. Thì khi nó giật sập thì sao? Ai á, thằng phi công á, nó cũng về nó lo gia đình nó. Thằng công an nó cũng lo nhà nó. Làm gì nó có chuyện mà đi lo cho dân. Nhà ai mạnh ai nấy sống. Mày có nước thì mày uống, mày không có nước đó, thì mày làm gì đó cho uống nước tiểu cũng sống. Thì nước Việt sắp sẽ có cái trận chết đói khủng khiếp. Đó là vậy.